Châu là cái thằng ngu nào vậy? Lưu đâu, con này vẫn bình thường mà, chẳng búp chẳng nép gì hết. Nói chung là nép á, để 5.0 nó vẫn ngon hơn. Ấy đệt. Gì á? Đù má bạn bro á, bạn chấp lát. Tiêu. Lát lại. Mày giết anh hả? Mày cam anh hả? Chết luôn anh ơi. Tới luôn anh ơi. Đẹp. Lên này luôn, khỏi lên nước mắt luôn. Đam luôn. Thẳng này, đam cho nó to. An enemy has been slain. Con này lên level 6 là mấy ông không có thấy mặt tôi đâu. Ga cũng không có được. Mò lên cuối cùng không được mẹ. Hay là chưa mất rip. Mất con xe vậy. Gì đấy, gì đấy.
Toàn. Thốn hồng, thốn hồng. Rip cực nhanh. Chuối. Xong lên gan luôn. Đi nhông nhông chán này. Dạ biết vậy họ. Thanh tẩy sớm đi. Ấy không đủ đam. Mẹ mất xe lúc bị R. Cam hả bay? Cam hả bay? Cam ghê quá. Cam ghê quá, cam ghê quá. Cam khiếp quá. Ôi, phê chưa, bắt đầu phê rồi nha, bắt đầu phê rồi nha. Giờ sao? Mà giờ sao, nãy giờ anh ôi, tôi đẩy rip nhanh lắm. Đi tôi hơi khó. Chứ con này không kiểu thể lại cân được, phải lây có đồ đó. Rác xanh nhỉ. Got
Gánh kìa, gánh kìa. Rồi đồng đội tới. Mày nè, cam nè, cam nè, cam nè, cam ăn hả? Trời ơi, cho đá map cho cam thoải mái sao đâu, mình chơi vui mà. Không cho 5 triệu đồng. Toàn chịu đầu thì bỏ cái mạng lại, đơn giản thôi. Xong được cái chậu, hí hí hí. Cho blue. Từ level 11 là con nó bắt đầu mạnh. Hay hi đồ ngốc. Phá con mắt tím xong chết. Ui, hai. Mấy cái nữa. Ôi, vừa lên ngựa luôn. Vừa lên ngựa sẽ chết quay luôn.
chậm hay không chậm mình cũng chết vàng rác à. Quỷ mít nó vẫn chưa về, nó ở lại nó chỉ giết mình kìa. Chó. Vãi chuyện cái đó cũng chạy nhanh vãi lên. Ở cái chậu đây tôi lên vọng âm cái đúng rồi, ngon. Tập trung nó ganh mình quá nhiều để làm gì đâu. Để làm có rộng nước regen mana đã luôn. Quá đông. Đúng rồi, hãy cho tôi farm. Hãy cho tôi farm đi. Sorry.
À, nó mạnh quá. Rồi, cái led nó ulti cái chết. Nó mạnh quá, trời ơi. Căng à. Nóng phù thủy kìa. Giá nó xanh quá, nó đang 96 Baron. Rồi mình đứng sau, mình đi chung với đồng đội, đứng sau cover. Sao mà P được khi cốc mo còn sống? P làm sao mà được? Bảo kê thu pha một hồi là thường gánh. Ván này ông đáng lẽ ông phải biến đắc kinh. Ngon, P.
Leo vào càng cao tôi càng mạnh. Sao có nón rồi? Có nón là bao thốn luôn. Đó. Sắp có cái nón nó cũng không cho. Khổ vãi. Sắp có cái nón nó không cho farm có cái nón luôn. Ra các bạn quá. Ok. Rồi tôi ra thì lấy gì mà phê. Hay. Tôi ra rồi thì lấy gì mà phê. Siêu nhân ra rồi. Tôi cứ nhổ, giờ tôi cứ nhổ là chết, nhổ là chết. Nhổ sắp mặt ra. Trời ơi. Rác nó mạnh quá. Rác nó khỏe vãi lìn nữa. Con quỷ dân nó kinh vãi lìn.
xin, anh xin. Luôn. Nó thiếu người rồi, về thôi. Có Baron mà thiếu người cũng biết không. Có lát rồi, đâu có sợ rắc nữa. Thiếu người mà nó còn không lại. Rắc nó trâu quá. Mình top nó cái chui trong trụ nó đánh mới ghê. Từ từ thôi. Khổ vãi trưởng. Bắt còn làm. Thắng luôn à? Được không? Được luôn. Cái này về AB nó to, nó về nhanh lắm. Team mình đánh cái kiểu ảo tưởng. Thằng top kìa, top nó cứ lùi thằng ấy trong trụ à. Nãy giờ mấy lần rồi. Nó cứ chơi một mình nó cứ lùi thẳng ở trong nhà nó đánh. Nó có chịu cover đồng đội đâu. Con rắc nó bay vô, thằng AD bắn không có thấm con rắc. Phải con cá lét ở lại nó chụp con rắc nó giật ngược lại cho AD nó bắn. Chứ con rắc mà em quỷ này nó toàn lên tăng thế này mà AD bắn sao nổi nữa. Bây giờ ông rừng với ông ấy phải giết, bắt buộc giết được con rắc.